Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chai TV. À, rất mong các bạn sau khi xem video clip sẽ đăng ký kênh, chia sẻ video, nhấn nút like. Và nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có đóng góp cho mình, xin các bạn hãy comment xuống phía bên dưới. Ngoài ra, code hoặc là những cái tài liệu có liên quan các bạn có thể xem trong phần mô tả của video. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Ok, trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với file trong Python các bạn nhé thì chúng ta sẽ có khá là nhiều cái thao tác. thì à, trước hết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác để chúng ta có thể tạo ra được cái file. À, thì để mà tạo ra được một cái file các bạn, thì các bạn và cái là đọc file hay là ghi xuống file thì chúng ta sẽ có một cái à, phương thức ở trong Python đó là open. Nha. chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức open này để mà chúng ta à, mở được một cái file. Nha. hoặc là các bạn muốn tạo file thì các bạn cũng sẽ sử dụng cái phương thức này. Thế thì đầu tiên á, để mà tạo được file á, thì các bạn có thể thêm cho mình cái uh, uh, cái này đó là uh, cái option đó là x x thì nó sẽ là tạo một cái file ha. Thì ở đây mình sẽ uh, uh, hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Thế thì bây giờ các bạn có thể là cho cho cái thằng uh, f đi. Các bạn cho một cái thằng f nhé. Rồi các bạn sẽ bằng open Open nhé và sau đó các bạn sẽ điền cho mình Nó là cái đường dẫn của cái file hoặc là cái tên của cái file Ví dụ như là ở trong này là cái thư mục Python của mình á. Thì mình sẽ tạo ra một cái file là à, Ví dụ 1.txt Và ở đây mình sẽ chọn là x Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè Thì chúng ta run cái thằng này Thì à, các bạn sẽ quay trở lại Cái thư mục Cái thư mục hồi nãy mà các bạn đang làm á. Thì các bạn sẽ thấy nó tạo ra một cái file là Ví dụ 1.txt Ở bên dưới này các bạn thấy không ạ À, các bạn muốn tạo ra một cái file khác thì các bạn có thể đánh là ví dụ 2 và sau đó các bạn run như thế này thì lập tức là một cái file ví dụ 2.txt nó sẽ hiển thị ở đây nhưng nếu như cái file này đã bị tồn tại rồi và các bạn vẫn chạy nó thì các bạn sẽ có thể là bị gặp lỗi nha các bạn các bạn thấy không như thế này là nó sẽ bị lỗi nè thì các bạn có nhớ cái bài hôm trước á là mình đã hướng dẫn các bạn một cái đó là try à, à, chúng ta sẽ có accept thì khi accept á, thì các bạn sẽ có một cái lỗi nào đấy thì các bạn có thể là uh, exceptions is e các bạn có thể in cái exception nó ra à, các bạn có thể in ra để các bạn xem thử nha. thì lúc đó cái chương trình của chúng ta nó không nó không có bị đứng Uh, except mình viết chữ này sai phải để mình xem lại thử các bạn nhé như mình sai chính tả à đây thiếu chữ c thiếu chữ c chỗ này à đó các bạn có thể run lại thì các bạn thấy không à cái file này đã tồn tại rồi chúng ta không thể tạo ra được nó nữa nhưng ít nhất các bạn phải nhớ cho mình đó, cái cách để tạo file đó là các bạn sẽ có cái biến x phía sau như thế này cái biến x phía sau như thế này nhé rồi à, uh. Uhm, khi mà chúng ta mở một cái file á, thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm Open với những cái option như thế này à và chúng ta có thể tạo file đọc file hoặc là ghi dữ liệu vào file thì à, bây giờ các bạn muốn ghi dữ liệu vào file á, thì chúng ta có thể làm như sau là à, à, các bạn nhớ giúp mình nhé đó là khi mà các bạn sử dụng xong một cái file á, thì các bạn nên để giúp mình đó là chúng ta sẽ đóng cái file đó đi thì các bạn sẽ lấy để mà các bạn đóng được cái file á thì các bạn sẽ giúp mình à, đó là cái hàm close à, hàng hàm close thì chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ lấy cái thằng f của chúng ta đó là chúng ta ở đây là xong à chúng ta lên thử nha ở đây thì nó đã có rồi nên là nó nên là nó bị lỗi à thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cái thằng thứ hai đó là làm sao để chúng ta có thể đọc được dữ liệu từ file thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái option là r rồi các bạn nhé. Thì đây là đọc file nè, đọc file nha. Thì đọc file ấy, thì các bạn cũng nên có cái khối try catch này. À, thì chúng ta sẽ có try nhé. Và ở đây là các bạn sẽ có exception. Rồi, exception chứ. Rồi, exception. e. Và ở đây các bạn sẽ có là file nolly. À, thì à, thông thường ấy, thì các bạn à, các bạn nên uh, nên in cái lỗi ra để chúng ta có thể đọc được cái lỗi đó để chúng ta xử lý cái lỗi. Rồi, finally thì các bạn có thể đóng cái file đó ha. Thì ở đây mình sẽ làm như thế này. Hoặc là các bạn sẽ không cần làm gì hết ở đây cũng được ha. Các bạn có thể là tạo ra một cái biến biến tạm thời thôi. Ví dụ là các bạn là with uh, open open ở đây nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ điền vào đây là cái tên. Ví dụ là ví dụ 1.txt. Rồi nhé rồi à. f rồi sau đó ở đây là cái đoạn code mà chúng ta có thể ghi dữ liệu và à, chúng ta có thể gọi những câu lệnh để mà chúng ta ghi ghi dữ liệu vào bên trong thì để mà ghi dữ liệu vào bên trong á nó sẽ có hai cái dạng nha các bạn thì trước hết là các bạn sẽ à, sẽ ghi dữ liệu theo là dạng test hoặc là các bạn có thể ghi dữ liệu theo là dạng à, dạng bay cái nào cũng các bạn các bạn cũng cũng có thể À, sử dụng được. Nhưng mà giờ cái file mà chúng ta vừa tạo ra, thì nó chưa có dữ liệu, nên là chúng ta thôi, chúng ta làm cái phần đó là à, ghi dữ liệu trước đi ha. Ghi dữ liệu, ghi dữ liệu thì chữ, chúng ta có chữ VK, nó là chữ W, w đó, là write ha. Và chúng ta có một thằng nữa là append, đó là nối, nối vào file. À, thì à, mình mình sẽ làm cái này trước đi, để mình có dữ liệu đơn tí nữa mình sẽ đọc nó lên. Bây giờ các bạn có thể là with open ví dụ một txt, thì sau đó các bạn sẽ làm gì? à chúng ta có thể gọi câu lệnh từ cái thằng f này chúng ta write một câu nào đó ha chúng ta f này chúng ta write ha write à. các bạn sẽ có cái hàm là R -I t e ha à. xin chào các bạn rồi mình chấm cái đó mình chỉ cần như như vậy thôi là xong ha sau khi các bạn làm xong hết rồi thì các bạn có thể chấm close để chúng ta kết thúc cái chương trình của chúng ta đi à. chấm close nhé rồi à. Chúng ta sẽ trên cái thằng này thử nha các bạn. À, các bạn để ý giúp mình nè. Khi mà chúng ta, mình sẽ copy cái đoạn code này xuống nha. Nếu mà các bạn chọn cái thằng write nha. Chúng ta thì chọn ở đây nó là, cái option nó là, khi mà chúng ta mở ra đó, nó là write. Thì chúng ta sẽ rinh nó nè. Thì các bạn sẽ xem cái file txt của chúng ta trong cái phần này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Đây, nó sẽ có một cái chữ là xin chào các bạn đúng không? Sau đó mình sẽ rinh lại một lần nữa. Thì các bạn sẽ thấy thằng này nó cũng chỉ là chữ xin chào các bạn thôi à tuy nhiên nếu mà bây giờ mình sửa cái này lại một chút đó là mình thay cái này cái này là thành thằng a có nghĩa là mình thay gì là mình ghi đè thì mình sẽ append có nghĩa là mình sẽ nối vào Thế thì các bạn sẽ nhìn thấy đây mình run một lần thì các bạn quay về về đây các bạn thấy là nó sẽ phát sinh ra thêm một cái đoạn phía sau được không ạ à đó. hoặc là các bạn có thể là thêm cái dấu sẹt n ở đây nè sẹt n ở đây để cho mỗi lần mà nó nó in xong thì nó xuống dòng đúng không thì mình run lại cái thằng này một lần nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây à, mình run lần nữa nha các bạn mình run thằng này thì à, cái thằng này nó sẽ có thêm một cái dòng mới đúng không, à, các bạn thấy, thấy rõ không tuy nhiên nếu như mình chạy cái đoạn code bên, bên trên đây, có nghĩa là mình mở cái file này ra và mình write thì nó sẽ ghi đè lên cái dữ liệu cũ các bạn sẽ nhìn nhé, mình sẽ run ở đây rồi các bạn sẽ quay lại cái file ví dụ 1.txt các bạn sẽ thấy cái đoạn code cái đoạn test này của mình mất đi à, thế thì khi mà chúng ta open cái file ra với cái option là VK thì có nghĩa là chúng ta sẽ ghi đè và ghi từ đầu. Còn chúng ta mở cái file ra là pen là A thì chúng ta sẽ ghi nó nối tiếp nối tiếp nó vào nhau, được chưa? ha à, thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ phân biệt được cái option VK và cái option A này. A một thằng là ghi đè và một thằng nó là pen, thằng ghi đè và một thằng pen. Ok. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử thêm một cái thằng option nữa, đó là R. Đó là để chúng ta có thể là đọc được, đọc được file. Thì chúng ta cũng sẽ, các bạn có thể là try except cái này này nha. Bây giờ mình sẽ sửa đổi một chút thôi. Đó là ở đây là R error. error thì các bạn sẽ có cái thể, có thể đọc file nó rất là đơn giản như sau. Là khi mà chúng ta, các bạn có thể đọc từng ký tự từ cũng cũng được. Hoặc các bạn có thể đọc nguyên một dòng cũng được. À, thì ví dụ ở đây là chúng ta có cái file này, chúng ta mở ra. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái đoạn code để đọc file. Đọc file nha các bạn, đọc file thì các bạn có thể là đọc một dòng hoặc là đọc nhiều dòng hoặc là à, đọc từng ký tự một đọc các bạn đọc từng đọc từng ký tự một cũng được à thì ví dụ bây giờ mình sẽ cho các bạn từng từng cái một ha từng ví dụ một ha bây giờ mình sẽ cho các bạn một cái nội dung à nội dung nhé nội dung này nó sẽ bằng là f chấm yeah. nha rồi các bạn sẽ in cái nội dung này ra cho mình Rồi, chúng ta sẽ chạy thử cho cái kết quả nó sẽ là gì nhé. Đây, các bạn thấy không? Ở đây nó là xin chào các bạn nhé. Mình sẽ chạy cho cái đoạn này cho nó có nhiều chữ xin chào các bạn chút. Rồi, các bạn sẽ thấy cái file của mình. Nó có rất là nhiều dòng đúng không? 1, 2, 3, 4 dòng. Nhưng mà khi mà các bạn print như thế này á, thì nó sẽ đọc hết tất tật mọi cái thằng này vô một cái biến là biến nội dung. Được chưa? À, nó sẽ đọc vô thành một cái biến nội dung. Hoặc là các bạn có thể làm như sau. Các bạn có thể là à, nhưng mà các bạn sẽ là có thêm cho mình cái option đó là đọc theo đọc theo dòng và nó sẽ lưu vào à, bên trong một cái chuỗi ha, một cái mảng đi mình gọi nó là một cái một cái list đi. list nội dung thì ở đây các bạn sẽ read và chúng ta sẽ có cái từ khóa là read lines nghĩa là đọc tất cả các dòng này thì bây giờ mình sẽ for mình cho một cái biến for ở đây nha for nội dung in list nội dung rồi mình sẽ in ra mình sẽ in ra một cái biến đó là y đi mình sẽ ban đầu mình sẽ cho nó là y bằng không y bằng một đi y bằng một và mình sẽ cho là y str của y à. và mình sẽ cộng cho cái chuỗi là cái nội dung của chúng ta đó thì các bạn sẽ nhìn thấy nè ở đây đó là chúng ta sẽ có một cái list và các bạn sẽ À, xin lỗi chỗ này không có viết hoa ha các bạn anh là viết thường trên nhé nó các bạn thấy không à, ở đây chúng ta sẽ cho nó y cộng cộng đi rồi à, cái này không có ha y uh, y đi rồi sau đó chúng ta sẽ cho y nó y cộng bằng một nhé rồi chúng ta lên lại các bạn thấy không dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 4 có nghĩa là lúc này chúng ta đọc nó vào bên trong một cái list ha, bên trong một cái list chứ nó không phải là ừ bên trong một cái biến duy nhất nữa, à, nó là một cái list. À, thì các bạn khi mà làm việc với file, thì các bạn cũng sẽ cân nhất cái tình huống là các bạn sẽ đọc nó theo cái dạng là tất cả vô một cái biến, hay là các bạn đọc nó thành một cái list, và kể cả là các bạn đọc một dòng nó cũng được. À, các bạn có rất nhiều dòng mà các bạn có thể đọc một dòng nó cũng được. Đây mình sẽ copy cái thằng này ở, ở trên đây xuống nè. Bây giờ các bạn sẽ thấy mình sẽ đọc nó thay thay vì là tất cả các dòng đúng không? Thì mình đọc một dòng thôi, thì mình sửa ở đây là read line thôi. Thì các bạn cũng có thể in được cái nội dung này ra, à. các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ có một dòng thôi, mình run ở đây, đó, phải à, không? nó chỉ đọc một cái dòng đầu tiên thôi, đó là read line. còn nếu như các bạn đọc rất nhiều dòng thì nó sẽ đưa các bạn vào một cái list và chúng ta có thể in cái list này ra, à. đó, rất là dễ luôn không các bạn ha? thì, à, các bạn để ý cho mình một chút, đó là, um, khi mà các bạn làm việc với những cái ngôn ngữ, ví dụ là tiếng Việt Nam á, thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là cái encoding encoding bằng utf8 à, à, để, để, mình 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 sẽ hoặc là các bạn làm với tiếng nhật nè làm với tiếng hàn quốc nè làm với tiếng trung quốc thì các bạn sẽ phải là khi mà open cái file á uh, open file uh, file thành uh, thì các bạn phải để ý là có cái encode thì chúng ta sẽ làm như sao ha mình à, uh, mình sẽ cho các bạn luôn cái cái ví dụ Đây, các bạn chờ mình một chút xíu ha các bạn. Các bạn sẽ có một cái là encoding bằng UTF8 ha bằng UTF8. Thì này để 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 mình mình copy cho các bạn một cái ví dụ đơn giản ha. Thì đây. Đây là cái cách để mà chúng ta chúng ta open cái file và các bạn sẽ có luôn cái biến đó là encoding bằng UTF8 ở đây. À, em có tên bằng YouTube 8 ở đây thì lúc đó là các bạn khi mà các bạn có thì nó sẽ không có bị sai hoặc là khi mà các bạn cần theo cái cái mốt thì các bạn sẽ làm như sao là một cái tên file sau đó các bạn có cái mốt là về kép là A hay là R hay là X tùy theo nhu cầu các bạn thì các bạn có thể thêm cái encoding ở đây thì sẽ giúp cho chúng ta là đọc hoặc là ghi file nó sẽ không có bị lỗi phong chữ ha. thì mình muốn nhắc lại với các bạn làm việc với file rất là đơn giản thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái hàm open nhưng các bạn open nó làm gì ví dụ các bạn muốn open nó là tạo file thì ở đây nó sẽ là x à, các bạn muốn ghi file thì nó sẽ có là với kép hoặc là a với kép là ghi đề a là append là ghi nối tiếp ha. còn các bạn muốn đọc thì chúng ta sẽ có r Nha. và khi các bạn làm việc thì các bạn nhớ giúp mình á nếu mà một số cái ngôn ngữ đặc biệt ví dụ như tiếng nhật, tiếng hàn, tiếng việt nam vân vân thì các bạn nên sử dụng encoding là utf tám à, có một cái nữa đó là file á, thì nó sẽ có hai dạng nha các bạn file có hai dạng thì sau này thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm giúp mình một cái dạng nó là test một cái dạng nó là test và một cái dạng nó không không thể đọc được theo từng ký tự á. thì nó sẽ là dạng binary thì có một số cái chương trình của các bạn ở trên cái À, cái máy tính ấy, có những cái các bạn mở ra các bạn đọc được có những cái các bạn mở ra các bạn không đọc được thì các bạn có thể là thêm cái option này vào ví dụ như là vkt hoặc là vkp hay là rt hay là rp thì mỗi một thằng này nó sẽ có cái ý nghĩa khác nhau và nó sẽ giúp cho các bạn làm đúng với cái kiểu dữ liệu của cái dạng file đấy ok nhé thì uh, hy vọng rằng các bạn sẽ ngồi code lại được cái bài này và uh, trong những cái bài tập sắp tới thì các bạn có thể là mở file đọc file ghi file các bạn thử giúp mình là làm một cái bài tập nhỏ thôi đó là các bạn nhập thông tin của những bạn sinh viên vào sau đó bạn ghi thông tin của những bạn sinh viên xuống dưới một cái file sau đó các bạn có thể đọc dữ liệu của những cái bạn này từ dưới file lên và các bạn in ra màn hình nhé những cái đoạn code này các bạn có thể lấy trong cái phần mô tả của video trong phần chat phần comment bên dưới nhé thì nó đều có hết đó các bạn có thể lít chuột vào các bạn lấy về để các bạn tham khảo nha ok à, các bạn cố gắng làm và học và thực hành các bạn nhé à, ok cảm ơn các bạn nha ok thế thì hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo trên màn hình hiện tại là một số cái video clip khác mà bạn có thể tham khảo các bạn có thể nhấn vào bên trái hoặc bên phải màn hình để tiếp tục xem những cái video đó các bạn nhé ngoài ra thì các bạn à, nếu có đóng góp hoặc là có câu hỏi xin hãy comment xuống phía bên dưới À, ok nha, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Xin chào.